Lali tiết lộ con gái mới sinh giống hệt Thanh Duy, tiểu công chúa thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ. Khiến cho tim mẹ được yêu, mẹ muốn sống thật lâu. Cặp đôi quyết định giữ kín hình ảnh của con, chỉ hé lộ biệt danh thân thương ở nhà. Đã nói là bất ngờ và bí mật mà, cho nên phải đánh lừa hết tất cả mọi người. Thần lòng cảm ơn con đã đến nơi đây, như mà trời sớm mai. Kylie sau sinh được mẹ chăm sóc tận tình, ông xã Thanh Duy cưng chiều không rời nửa bước. Của em là yêu anh, có mưa sông thì đi anh à, chẳng cứ xua được mây đen, nhưng bị yên khi bên ai. Ngày 15 tháng 7 vừa qua, gia đình Thanh Duy chính thức chào đón con gái đầu lòng. Thông tin diễn viên Kylie sinh con thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Mẹ Biểm cho biết con gái cưng rất giống ba. Dù vừa chào đời nhưng tiểu công chúa có nhiều tóc và khuôn miệng chúng chiếm giống hệt Thanh Duy. Thậm chí, con gái còn có nét ăn giống ba khi dễ ăn. Do đó, mẹ Biểm không gặp khó khăn khi cho con bú. Ngoài ra, Kylie cũng tiết lộ con gái có đôi mắt to tròn, hàng mi và lông mày rậm giống cô. Song, gia đình Thanh Duy đã quyết định không chia sẻ quá nhiều hình ảnh con gái cưng lên mạng xã hội. Cặp đôi chọn thời điểm công chúa cứng cáp và ổn định hơn mới tiết lộ hình ảnh con. Mặc dù giữ kín hình ảnh con, nhưng cặp đôi đã sớm cho công chúng biết biệt danh thân mật mà gia đình thường gọi bé. Được biết, con gái đầu lòng của Kylie tên ở nhà là Lita, nặng 2,6kg và ra đời lúc 7h38 phút sáng ngày 15 tháng 7 tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Hậu sinh con đầu lòng, Kylie được mẹ chăm sóc chu đáo. Nữ diễn viên tâm sự bà ngoại là người đã ở túc trực và thay phiên Thanh Duy chăm sóc cho cô. Ngoài ra, ông xã Thanh Duy cũng chẳng rời vợ nửa bước khi thường xuyên ở bên cạnh cô. Dù bận rộn với các dự án cá nhân, nhưng Thanh Duy luôn cố gắng sắp xếp hoàn thành công việc và trở về nhà sớm nhất. Do đó, dù mới sinh nhưng Kylie không gặp căng thẳng hay bị áp lực mà ngược lại vô cùng hạnh phúc. Trộm vía Lita khỏe, Vũ khỏe, anh Duy ba ngày đi quay phim, tối về xà vào chơi cùng con, chồng cùng mẹ, em gái và trợ lý của tôi thay nhau chăm em bé. Sau khi sinh, Kylie hạn chế sử dụng điện thoại vì để cơ thể phục hồi nhanh. Mẹ Biểm cũng chăm chỉ tẩm bổ, ăn nhiều món ngon để đủ sữa cho bé Lita. Nữ diễn viên mong muốn nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Cô cho biết bản thân sẽ kết hợp cả hai phương pháp truyền thống và hiện đại để kiêng cữ. Đồng thời, Kylie xác nhận trong thời gian này sẽ tập trung chăm sóc bé Lita, từ chối các dự án phim. Nữ diễn viên không muốn con gái cưng sẽ phụ thuộc vào bà ngoại. Nhiều đồng nghiệp sớm quay lại công việc sau khi sinh, còn tôi phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe. Tôi cũng không muốn mẹ mình quá vất vả khi chăm con gái lẫn cháu ngoại. Có lẽ tôi sẽ ở nhà chăm em bé vài năm, đợi khi con cứng cáp mới sắp xếp nhận lời đóng phim. Tôi cũng nhớ nghề, nhưng điều quan trọng nhất của tôi hiện tại chính là làm mẹ. Tôi may mắn khi có được một gia đình trọn vẹn nên tự nhủ phải biết trân trọng những gì đang có. Khó khăn lắm mới có con, Kylie kỹ lưỡng từng chút từ ăn uống đến việc làm đẹp. Cô cho biết mình kiêng khem đủ thứ, không dám ăn hay thử những món lạ, cũng đã từ bỏ những sở thích của mình. Sau 8 năm chờ đợi, trải qua rất nhiều khó khăn thử thách, hai người mới có được con đầu lòng. Thanh Duy ban đầu dự tính khi nào Kylie vượt cạn an toàn, mẹ tròn con vuông mới thông báo với mọi người. Kylie cũng không dám chia sẻ vì bản thân luôn trong tình trạng phập phồng lo sợ, cảm giác em bé chưa cứng cáp nên không nói với ai. Mãi đến khi mang thai đến tháng thứ 7, bụng lớn, đi đâu ai cũng hỏi nên cô biết mình không giấu được nữa. Bản thân Kylie cũng cảm thấy mệt mỏi, cô muốn được chung vui cùng mọi người, được nghe những lời chúc mừng từ khán giả yêu thương mình. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.